Em Bình, núi đá vùng cao xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại với số video tiếp theo trên kênh Em Bình núi đá vùng cao. Em Bình xin kính chúc tất cả cô chú anh chị xem được thước video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì em Bình có ở nhà một ngày, đi chơi cùng với em Dũng và em gái của em Dũng và em A Thắng, cô chú anh chị. Anh em thì đi lên quanh ở cái khu vực này. Em An Thắng thì đang đi trên kia rồi. Em Dũng ơi. Dạ. Em thì chào các bác nè. Vâng, cháu Dũng xin chào các cô bác ạ. Đây là em gái là tên gì đấy? Em gái là Mỹ. Em Mỹ à? Vâng. Em Mỹ, em Dũng. Vâng. Anh em mình đi ra bên này đi nhỉ? Cứ đứng ở đây một tí gọi là cho nó mát mẻ tí. Mình đợi em Dương về rồi là mình về nhé. Vâng. Đó, hôm nay thì đưa em Dũng này, em Mỹ là đến tham quan cái khu vực ở đây. Cái hoa hồng này ở chỗ em có không? Dạ, chỗ em không có ạ. Không có ạ? Vâng. Đây là hoa hồng là gọi là dây ấy. Cái dây hoa hồng leo tích trên này rồi. Anh em thì cũng không đi đâu xa đâu, các bác cô chú ạ. Chỉ đi quanh một vòng ở đây thôi. Đây là cái khu du lịch ở làm Hơ Mông Pả Vi nhé. Từ đây đi nhà em Bình thì cũng rất là gần thôi. Đi khoảng đi xe là đi khoảng 5-6 phút là đến rồi. Nên là em Bình cũng đi cùng với ba anh em để đi chơi. Thế là hôm nay đưa em Mỹ vào đây chơi có sợ bố dựa chửi không? Dạ không sợ ạ. Không sợ ạ? Vâng. Thế là đưa luôn em gái đi chơi nhỉ? Vâng đúng không, rồi. Không sợ luôn nhỉ? Vâng không sợ đâu nhỉ. Đấy, ở đây ngắm view bên ngoài luôn các bác ạ. Đường quốc lộ là ở bên kia nhé. Đường quốc lộ là bên kia. Đấy, đây là em A Thắng này. Em ăn đi. Quả đào à? À quả, quả đào tiên. Đào tiên à? Đào này chưa chín nhỉ? Chín thì nhiều lắm nhỉ? Chưa. Dạ, chưa chín. Anh em mình cứ ngồi đây tí nhỉ? Ngồi đây nó mát mẻ một tí. Ngồi đây Mỹ, đi ngồi đây Mỹ ơi. Ở bên kia là quán Homestay đang mở nhạc khá là to, các bác thông cảm. Hôm nay là đi chơi là trời nắng luôn. Ba anh em nắng nhỉ? À, Thắng này, Dũng này, Mỹ này. Mỹ, ấp ở bao lần cho chị à? Chị bao lần? Mỹ hơi ngại nhỉ, Mỹ xinh gái nhá. Giống hệt như là Dũng luôn. Dũng đẹp trai, dạ. Mỹ cũng xinh gái. Không, cũng không đẹp nữa. Đẹp nữa à? Đẹp rồi. Phải gọi là giống cô đơn. Cô đơn này. Đấy, bây giờ ở nhà một mình thì cũng cô đơn thật sự. Lâu lâu thì cùng anh Dương là đi dạo vâng. Cho mình thoải mái hơn ấy, cũng như cho vâng. Mình hiểu biết hơn nhiều điều. Vâng. Còn cứ ở nhà nhiều thì nhiều khi là kiểu như là mình bị tự kỷ ấy. Một mình một người nhà rồi là buồn lắm. Dạ đúng rồi. Như anh ấy thì mình cứ phải đi làm thì mới vui, còn cứ ở nhà thì không vui được. Đúng rồi mà. Mình đi làm thì mình có vui. Có niềm vui hơn nhỉ. Đúng. Đó, em ăn tháng là hái đầu tiên. Không biết chín gì à? Nhà em trồng được đâu? Chưa. Không có đâu. Không, và không có. Cho em hiến đào nhỉ. Vâng. Những cái đào này là đào ở Mèo Vạt ấy. Biển này năm nay mới làm đúng không? Biển này. Cái biển trên này là vừa mới làm. Biển làm Hơ Mông Mèo Vạt là vừa mới làm. Nhiều nhà lắm. Anh các bác. Hôm nay say là chắc phải gần 30-40 nhà ấy. Cái khu vực này là rất là đẹp luôn. Có cả 3 khu vực ABC. Mỗi khu là sẽ thành một cái vòng tròn như này. Đấy, em ăn thắng là thưởng thức đào tiên luôn. Ngon đấy. Đây là đào ngon. Không phải đào mặn. Đào này ngọt đấy. Nhưng mà nếu mà có xúc chấm thì gần tuyệt vời nhỉ. Vâng, đúng. Em dùng đói chưa? Dạ chưa anh ạ. Ôi dồi ôi, thấy đeo cái vòng này mà đẹp nhỉ, tự làm à? Không, em mua. Mua à? Mua đeo cái này để trang sức thôi, hay là bị ốm mà đeo ấy? Mà cũng không sao mà em đi em chơi đâu. Chơi à. Cái này chắc bản đồng nhỉ? Vâng. Đồng. Đấy, khi nào có tiền ấy, đi mua một cái bạt. Cái này nếu mà bạt cũng rẻ đấy mà, tầm 500 nghìn. Bình này 40 nghìn đó. Cái này 40 nghìn đó phải không? Vâng. Mua loại bạt thật ấy, thì là 500 nghìn đấy. Dạ đúng rồi. Cũng khá đắt. Nhưng mà mình đeo được lâu không không gì. Dạ. Mời các bác nha. Tự nhiên đi em ạ. Mời các bác ăn quả nha.
Nói chung là các anh em đi chơi một ngày như này thì mình cũng thấy rất là vui khi được cùng với em Thắng và em Dũng rồi em Mỉ là đi tham quan nhà nghỉ khách sạn Homestay và những cái ngôi nhà, những cái phòng ấy rất là đẹp. Đấy, các bác có thể là đi theo dõi kênh của em An Thắng ấy, là đi xem những cái phòng này, đi nói chuyện với chị chủ rất là nhiệt tình. Chuẩn bị về chứ anh? Bây giờ anh em mình cũng là chuẩn bị về thôi, bây giờ trời nắng lắm rồi. Cũng tắt về rồi nhỉ? Vâng. Nóng quá. Nóng quá nhỉ Dũng? Vâng. Ở chỗ này thì mát mẻ hơn rồi nhỉ Dũng nhỉ? Vâng, đây mát một tí nhỉ. Mát mẻ hơn này. Vâng. Trên này là cái hai cái kèn rất là to của đồng bào Hơ Mông ở trên nhà bạn của cho anh chị. Rất là khổng lồ luôn, siêu to khổng lồ. Hẹp gặt lại cái gì đấy đỉnh? Hẹp gặt lại Đinh à? Cái tiếng gì ấy, cái chữ gì ấy không đọc được. Cái khu vực này là sẽ đi vào trong kia. Và bên ngoài là cổng ấy là có hai cái kèn. Và bên trong này cũng có một cái cổng là bàn gỗ nữa. Rồi cái khu bên này này, khu bên này này có ba khu anh rất là rộng luôn. Anh Bình chụp ảnh cho nhỉ? Dũng vào đây ngồi đi. Lâu lắm mà không nhìn vào đây nhá. 1, 2, 3 đã. Đẹp quá. Nghìn like các bác. Bây giờ là Dũng cao to đẹp trai như anh Dương luôn đấy nhỉ? Không. Cao hơn anh mà. Nhỉ? Không qua lên. Không cao thế đâu. Sắp bàn nhau đấy, này, lớn như nhau ấy, bây giờ Dũng lớn nhanh mà. Bây giờ anh em cũng vui vẻ được nhỉ? Năm ngoái ôi anh em cũng vui nhưng mà năm ngoái kiểu như là em Dũng chưa biết nói nhiều ấy nhỉ? Dạ đúng rồi. Bây giờ là còn biết hơn bọn anh ấy. Không. Em thấy trẻ chỉ có biết, chỉ có biết chửi anh đấy nhỉ? Là không có đâu, anh không chửi anh Dương đâu. Tài đông, khách Tây này, khách thập phương xa đông. Trên này rất là nhiều ô tô. Em Mỉ mệt chưa? Bộ tao lị, bộ tao gành à? Hả? Bộ tao chấp lại. Tôi sẽ đi bộ trái áo tí kệ. Xin chào. Đấy, Mỉ là cũng rất là xinh gái đấy. Đấy các bác ạ. Nhưng mà Mỉ là không được đi học à Dũng? Dạ không đi ạ, không học ạ. Thế là phải bây giờ là phải đưa em Mỉ đi gọi là đi trải nghiệm nhiều. Rồi với lại em phải dạy cho em Mỉ nhiều nhá. Vâng. Để cho em Mỉ biết nói ấy. Vâng. Ừ, Mỉ thì cũng như ngày xưa em thôi. Đúng biết rồi. Nói, nhưng đúng. Mà dần dần là nói được phải không? Đúng phải. Đi với anh em nói thế nhiều thì tự nhiên là sẽ nói được. Để anh đi dạy cho hai câu nhá. Vâng. Được không? Được. Mỉ, có khéo tháo rồi chắc xin nhá hả? Trái nhá. Trái bằng ngon nhá. Khai giảm. Cháu xin chào. Cháu xin chào. Cô lên. Cháu xin chào. Cháu xin chào. Các cô. Các cô. Bác. Các bác. Đấy, giỏi. Đấy. Vẫn nói được, nhưng mà hơi ngại. Dần dần là sẽ thành thói quen là sẽ nói được. Cháu chào các cô bác. Quá tuyệt vời. Đi lên nhà anh chơi nhỉ? Vâng, được mà. Được nhé. Vâng. Anh còn con gà nào mổ am không? Nhà anh không có rồi. Nhưng mà đi thì anh sẽ đi hái rau cải này. Giờ là nấu một nồi cơm. Cơm gạo cũng được, cơm mén cũng được. Anh em mình sẽ ăn giản dị nhá. Vâng. Hoặc là anh sẽ đi mua một con gà về mình nấu ăn nhé. Vâng. Được. Ok không? Ok nhỉ. Lần đầu Dũng đưa em Mỉ vào nên là anh sẽ ưu tiên. Vâng. Đầu tiên phải mổ con lở chứ nhỉ? Nhà nghèo lắm, gà thôi. Thế điều đấy rồi các bác ạ. Anh em vui vẻ thôi các bác nhé. Anh em rất là vui vẻ. Phải vui chứ, cứ không vui buồn buồn thì nó cũng không vui nhỉ? Đúng rồi mà. Thời tiết nóng quá. Toàn hốc boy này. Từ đây đi nhà Bình xa đấy các bác, 3 cây số thì đến huyện nhà Bình. Từ đây đi nhà anh chắc tầm 3 cây, chắc tầm 3 cây luôn. Đấy, ở đây là có cả người xích nước này, uống nước rất lắm, uống nước lọc là ở trên vùng cao là quá là sạch luôn. Nói về phần nước là rất là sạch nhưng mà lại hiếm nhá,
Chỗ anh còn không có nước uống cơ. Còn phải mua rất là đắt luôn. Năm khối là 600.000. Thế? Đấy. Năm khối là 600.000 thì một khối nó rơi vào mấy trăm rồi. Anh em sẽ đứng ở đây đợi một tí nữa là sẽ đi về nhà anh nhá. Vâng ạ.